nổ trong ủy ban phường ở thành phố Hồ Chí Minh, một người chết tại chỗ. Thưa quý vị, khi các cán bộ ủy ban nhân dân phường đến trụ sở để làm việc thì hốt hoảng phát hiện ông Vũ nằm tử vong trong phòng, cạnh đó là một khẩu súng. Ngày 12 tháng 10, công an quận 11 đang phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố Hồ Chí Minh tiến hành điều tra làm rõ cái chết của một cán bộ trong ủy ban nhân dân phường 3 quận 11. Theo thông tin ban đầu, lúc 8 giờ ngày 12 tháng 10, nhiều cán bộ ủy ban nhân dân phường 3 đi đến trụ sở để làm việc bình thường. Mọi người vừa bước vào thì hoảng hốt phát hiện ông Lê Thanh Vũ khoảng 40 tuổi, phường đội trưởng, tử vong trong phòng làm việc. Cạnh gần thi thể ông Vũ có khẩu súng trường bán tự động K63. Những người này hô hoáng thông báo cho cơ quan chức năng ngay sau đó. Lực lượng chức năng có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ việc. Theo một cán bộ điều tra, nguyên nhân ban đầu được xác định là ông Vũ tự tử bằng súng. Audio Jungle.